chương 4251, tại triệt để thu phục Ma La lão tổ sao? Quân Tiêu Dao cũng là tạm thời khiến cho hắn đợi tại Táng vực bên trong chờ về sau chỉ lệnh, mà Quân Tiêu Dao thì là cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt cùng một chỗ, tiếp tục thâm nhập sâu Táng vực, đi tới La Minh chỗ địa địa. Đừng quên, hắn còn ở trên người La Minh lưu lại thủ đoạn. La Minh bên này, hắn thông qua được kế đông ma tỉnh lực lượng, tìm được một tòa cánh cửa màu đen, tiến nhập trong đó. Khi tiến vào cánh cửa màu đen sau, tựa như cải thiên hoán địa đồng dạng, tại la minh trước mắt xuất hiện chính là một thế giới khác Này rõ ràng là một phương mười điểm ẩn nấp thế giới giữa thiên địa có ma khí nồng nặc cuồn cuộn rục sôi phóng nhãn nhìn lại đại địa bao là bát ngát dãy núi cao ngất cổ lâm cuồn cuộn la minh thần tâm chấn động hắn càng ngày càng cảm ứng được tại mảnh thế giới này chỗ sông có hấp dẫn hắn đầu vật cùng hắn kế đô ma tinh nổi lên cộng minh nào đó trong mắt la minh có một vẻ thường hực trì ý rốt cuộc kìm nén không được thân hình thoát ra tại mảnh thế giới này đi xuyên, theo hắn đi sâu. Tại hắn ánh mắt phía trước, bất ngờ xuất hiện một ngụ óng ánh hồ nước, cái kia mảnh hồ nước cũng không phải là bình thường nước hồ, mà là hiện ra một loại kỳ dị thất thải lộng lẫy chỉ cảnh, nhìn qua phảng phất là vô số thuốc màu mực nước dung nhập trong đó, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Lam Minh khẽ nhíu mày, cùng hắn kế đô ma tỉnh có cảm ứng, cũng không phải là này khẩu bái sắc hồ nước, mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, không nghĩ tới a, à vô số năm tháng trôi qua lại còn có người có thể tìm được người này mà lại còn có được cái đô ma tinh nghe được này đột ngột vang lên thanh âm lam Minh thần tâm chấn động hắn nhìn về phía trước phát hiện tại cái kia bảy sắc hồ nước bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn cao lớn hắc y thân ảnh nhìn qua trong yên lặng liêm như là một tòa mộ bia ngươi là la minh sợ hãi chẳng lẽ cái này ngươi chính là trong truyền thuyết ma chủ đệ tử kế đô ma đề bất quá nghĩ lại ở giữa hắn lại là lấy lại tinh thần hẳn là không có khả năng tại đây đạo hắc y thân ảnh trên thân hắn cũng không có cảm nhận được loại kia thuộc về sinh linh khí tức chẳng lẽ ngươi là la minh lấy lại tỉnh thần cái kia hắc y thân ảnh tiếp theo nói ngươi hắn là đoán được ta là khí linh hắc y thân ảnh nói xong tại hắn trong cơ thể bỗng nhiên có một thanh đen kịch ma đao nổi lên chỉnh cây ma đao như là một vòng màu đen như nguyệt nha mang theo một loại làm người sợ hãi khủng bố ma khí la minh thấy này khẩu đen kịch ma đao con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại như hắn đoán không sai. Đây chính là kế đô ma đế chỗ tế luyện ma binh, liền gọi kế đô. Chuôi này kế đô ma đao, từng nương theo kế đô ma đế sát phạt thiên hạ, cho dù là lại bình thường đao binh, lây dính vô số sinh linh máu tươi về sau, đều sẽ trở nên có linh tính, hú chỉ kế đô ma đao. Chất liệu bản sẽ bất phàm, là kế đô ma đế bản mệnh thần binh, tại kia kế đô ma đế một chút truyền thừa, hắn là liền giấu tại này kế đô trong ma đao, lam minh tầm mắt trở nên vô cùng hừng hực, kế đô ma đế rất nhiều pháp môn hẳn là điều khác sâu tại kế đô trong ma đao chi cần hắn đạt được ngày sau thành tựu tự nhiên là khó có thể tưởng tượng la minh hít thở sâu một hơi nói thực không dám giấu giếm ta không chỉ có được kế đô ma tinh còn chiếm được bộ phận kế đô ma đế truyền thừa có thể nói ta chính là kế đô ma đế tốt nhất người thừa kế cùng người kế nhiệm kế đô ma đao chẳng lẽ ngươi nguyện ý một mực yên lặng ở chỗ này sao la minh bắt đầu hướng dẫn từng bước dùng hắn tỉnh thần chi chủ quần sáng treo lý thuyết thuần phục một thanh ma đao khí linh còn không phải võ cùng đơn giản nhưng mà ma đao khí linh lại là lãnh thảm nói cho nên thân là tinh thần chi chủ ngươi liền bị người hạ thủ đoạn cũng không biết ngươi cùng chủ thượng vân là kém quá xa cái gì la minh vẻ mặt chấn động lúc này một đạo tiếng cười khẽ chuyển đến la minh ngươi này người dẫn đường ma không sai nghe được thanh âm này la minh trong óc ầm ầm sắp võ sai người tầm mắt không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm cái kia khoan thai mà đến một đôi nam nữ nhìn xem quân tiêu dao la minh biểu lộ đều giống như đọng lại đồng dạng sau đó hắn chọt nhớ tới tại nguyên vương thành lúc quân tiêu dao trừng trị hắn cho hắn một trưởng sau đó khiến cho hắn lăn khi đó hắn mặc dù cực hận quân tiêu dao nhưng cũng cảm thấy quân tiêu dao xem như gián tiếp thay hắn giải vây rồi không phải hắn có thể chạy không thoát ma la hoàng triều vây giết hiện tại chân tướng phơi trần quân tiêu dao lúc kia cũng không phải là hảo tâm gián tiếp cứu được hắn mà là tại cho hắn giải bay quân tiêu giao ngươi la minh vẻ mặt khí trắng bịch đều đang run rẩy lửa giận hận ý phun trào quân tiêu giao mắt sắc cũng là mang theo một tia đạm mạc băng lãnh trước đó thân là vân tộc cung phụ như ngươi thành thành thật thật nói không chừng ta không chỉ sẽ không tính toán ngươi ngược lại sẽ còn vun trồng ngươi làm sao ngươi lại muốn chính mình tìm đường chết Từ gây nhiệt thì không thể sống quân tiêu giao lời này cũng không giả như này la minh thật tức thời coi như hắn là tĩnh thần chi chủ quân tiêu giao cũng sẽ không coi hắn làm giao hệ thu hoạch mà là sẽ bổ dưỡng liền như là cái kia vân nhiên đồng dạng thế như la minh chính mình tìm đều chết dục vọng giã tâm quá lớn ngươi một khi có giã tâm có dục vọng liền không khả năng lại can tâm thần phục với một người khác quân tiêu giao cũng không cần không nghe lời quân cờ mà này la minh có giã tâm thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác còn đối với hắn có mang ghen ghét quân tiêu giao mặc dù không ngại này loại sâu kiến nhưng thời cơ đã đến cũng phải thu hoạch một phiên chảm thảo trừ căn la minh chế thân khí tức ức chế không nổi mà phun trào phân nộ khuất nhục ghen vét đủ loại cảm xúc dung hợp lại cùng nhau nhưng hắn biết hắn hiện tại tuyệt không phải là quân tư giao đối thú hắn đột nhiên quay đầu đối ma đao khí linh nói ta chính là kế đô ma đến người thừa kế tế đô ma tỉnh tri chủ ngươi nhất định phải giúp ta trước mắt ngoại trừ mượn nhiều kế đô ma đao lực lượng hắn lại không có những biện pháp hát ma đao khí linh vẻ mặt cũng là mơ hồ biến ảo mặc đồ hàn trướng, mắt la minh. Nhưng la minh đích thật là kế đô ma tinh chỉ chủ, lại có được kế đô ma đế bộ phận truyền thừa. Dựa theo đạo lý nó hẳn là muốn xuất thủ, tương trợ, kẽ nhưng, nó nhìn về phía quân tiêu giao. Vị kia bạch y nam tử, tổng cho nó một loại cảm giác nguy hiểm. Xem đến nơi này, quân tiêu giao cũng là lắc đầu. Này la minh, đã là đi đến tiền lộ, vậy mà vọng tưởng một cái khí linh là có thể cứu hắn một mạng. Quân tiêu giao lật tay ở giữa, một thanh huyết sắc ma kiểm phá không mà ra, toàn thân lang lổ vô cùng tựa như lây dính thần ma máu tươi lợn lờ lấy một có cực kỳ kinh người sát khí cùng ma tính chính là ma kiếm vương bội kiếm ma kiếm huyết thương khung không chỉ như thế đông phương ngạo nguyện lật tay ở giữa cũng là có một thanh ma kiếm nổi lên thanh kiếm ma lầy toàn thân đen kịt thân kiếm bên trên khắc có huyết sắc hoa văn đồng thời có một cố thất tội lực lượng tràn ngập lượn lờ chính là đã từng giới hải ma quân bội kiểm ma kiếm thất tội huyết thương khung thất tội hai thanh ma kiếm phá không mà lên mà lại giống nhau là chúng nó đều có được khí linh ma kiếm huyết thương không bên trên hiện ra một đạo mơ hồ huyết sắc ma ảnh chính là huyết thương không khí linh mà ma kiếm thất tội bên trên cũng là có một đạo xinh đẹp đến cực điểm bóng hình xinh đẹp nổi lên chính là ma kiếm thất tội khí lĩnh thất tội yêu linh thấy này hai thanh trí cường ma kiếm cùng với hiện ra khí linh la minh toàn toàn dưỡng giờ chương bốn nghìn hai hai thanh ma kiếm đều là tảng ra cực kỳ khủng bố uy áp khí tức không kém chút nào cái kia kế đô ma đao. La Minh người đều choáng váng, nếu như nói trước đó, hắn còn có một tỉa hy vọng, có lẽ có thể theo quân tiêu giao trong tay chạy thoát. Như vậy hiện tại có thể nói cơ hồ là cho hắn triệt để phán tử hình, huyết thương không cùng thất tội hai thanh ma kiếm. Bởi vì có kiếm linh quan hệ, cho nên cũng là trình độ nhất định, có thể tự chủ điều khiển, trực tiếp đối kế đô ma đao trấn áp tới, kế đô ma đao cũng là ra tay. Mà giờ khác này, La Minh mặt xám như cho, quân tiêu dao nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hắn chỉ là cái kia cỗ bình thản ánh mắt liền tựa như ngàn tỷ quân đại sơn đè xuống nhường la minh cơ hùng nghe thở cuối cùng la minh giống như là không chịu nổi ngầm lên giận dữ trực tiếp là thông suốt tận các loại sức mạnh thẳng hướng quân tiêu giao. trên người hắn có minh mông ma uy phun trào đồng thời kế đô ma tỉnh lực lượng cũng là nổi lên đó là một khỏa u ám sao trời ma trong một cô kinh người sức mạnh ma quái có thể nói nương tựa theo kế đô ma tinh tại toàn bộ cự đầu giai tầng la minh đều chiếm hết ưu thế thậm chí có khả năng bằng vào ma tỉnh kia tạm thời chống lại mạnh hơn đỉnh phong cấp đại đế khẽ nhưng hắn đối mặt là quân tiêu giao sao trời lực lượng quân tiêu giao cười nhặt một tiếng thần niệm khẽ động ở giữa ba khỏa màu sắc khác nhau vô cùng sáng trói sao trời nổi lên chính là tử vi đế tinh thiên cơ mệnh tỉnh thái vi hồn tỉnh cái này la minh người lại lần nữa choáng váng hắn mặc dù cũng biết quân tiêu giao có rượu thế thất tinh nhưng cùng bên ngoài nghe đồn làm sao không giống nhau, lại có ba khóa. Từ cổ trí kim, có thể được một ngôi sao. Cũng đã là cực kỳ yêu nghiệt tĩnh thần chỉ chủ. Tích quả quân tiêu giao một thoáng tế ra ba khỏa. Chủ yếu nhất là, xem bộ dạng này, quân tiêu giao cũng không có luyện hóa này ba người sao. Nói cách khác, coi như đạt được ba người sao. Đối quân tiêu giao mà nói, cũng không phải loại kia nhất định phải nhanh luyện hóa cơ duyên. Hắn đã mạnh đến, liên Diệu thế tĩnh thần lực lượng, đều có thể hoàn toàn không thèm để ý. Lang Minh là triệt để không lời có thể nói, hắn nghĩ dựa vào kế đâu mà đao, kết quả quân tiêu giao bên này. Trực tiếp tế ra hai thanh ma kiếm, hắn tế ra kế đâu ma tinh lực lượng, quân tiêu giao trực tiếp một chút con tế ra ba khỏa rượu thế tỉnh thần, nay con có thiên lý hay không, con có vương pháp hay không, con có thể hay không cho người ta một tia hy vọng, đối mặt quân tiêu giao. Tựa như đối mặt loại kia vô tận đêm tối kinh khủng, trên để không gặp được một tia còn rồng ánh sáng, ngươi, La Minh còn muốn nói điều gì? Quân tiêu giao lại là trực tiếp một chữ che đậy mà ra, không cần bất luận cái gì nói nhảm, hắn cũng lười cùng La Minh nhiều lời một chữ. Giống La Minh này loại giao hẹ, tại hắn giao hẹ trong dụng chỗ thu hoạch giao hẹ bên trong. Cũng chỉ có thể coi là bình thường, không có quá sáng trang điểm. La Minh tại đầy lập phân hận cùng không cam lòng bên trong mã xuống, tại hắn thân thể cùng nguyên thần nổ tung nháy mắt, kế đâu ma tinh trực tiếp là thoát ra. Quân tiêu giao lấy tay liền đem hắn trấn áp, đồng thời mượn nhiều ba người sao lực lượng áp chế, mà một bên khác kế đô ma đào cũng là không làm gì được cái kia hai thanh ma kiếm. Kế đô ma đào khí linh nói có thể tạm thời dừng tay, ta nguyện ý phụ tá các ngươi, không cần phiền toái như vậy. Quân tiêu giao lãnh đạn nói kế đô khí linh biến sắc, mặc dù nó là khí lĩnh không phải người, nhưng đến cái này tầm cấp y nguyên có người tâm tính, tự nhiên cũng không muốn bị ma diệt. Kế đô khí linh cũng là phản kháng, thân là khí linh mặc dù có thể trình độ nhất định điều động binh khí lực lượng bản thân nhưng dù sao vẫn là có cực hạn hai thanh ma kiếm ra tay đen kế đô khí linh yên diệt quân tiêu dao lấy tay ở giữa đen kế đô ma đao nắm trong tay kế đô ma đao trên thần đao có rất nhiều huyền ảo ma đạo phù văn rõ ràng di chết kế đô ma đế đã từng phát đây cũng là la minh tâm tâm niệm niệm truyền thừa bất quá quân tiêu giao đối với ma đạo cũng không có hứng thú mặc đồ hắn một chút công pháp như là chủng ma tâm kinh áo cưới ma quyết các loại kỳ thật đều là lại công pháp ma đạo nhưng quân tiêu giao như không có chuẩn bị trở thành một cái ma tu hắn ngược lại nắm kế đô ma đao đưa cho đông phương ngạo nguyệt lạo nguyệt ngươi có được ma chỉ bản nguyên chuôi này trong ma đao cũng có rất nhiều công pháp ma đạo vừa vặn thích hợp ngươi tiêu dao nếu đông phương ngạo nguyệt vừa muốn nói gì quân tiêu dao chính là mỉm cười nói ta cảm thấy dùng chúng ta bây giờ quan hệ hẳn là không cần lại khách sáo cái gì đi mặc dù hắn cùng đông phương ngạo nguyệt còn không có tiến hành qua nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cho đổi, nhưng hắn hai quan hệ trong đó cũng không cần dùng cái gì để chứng minh. Đông Phương Ngạo nguyện lời nói một chầu, nguyên bản luôn là mang theo băng lãnh đạm mặt chỉ ý mắt phượng, cũng là lộ ra nhu tình như nước, nàng cũng không phải là cái gì nhăn nhăn nhỏ nhó. Do do dự dự nữ tử, hơi điểm chán, nhận kế đông mà đau. Nàng cảm thấy, về sau lại muốn cho thêm quân tiêu giao ban thưởng mới được. La Minh giải quyết, sau lưng của hắn cơ duyên cũng đã nhận được, cũng là nên rời đi bất quá quân tiêu giao tầm mát lại là rơi vào cái kia bảy sắc sọc sỡ hồ nước phía trên đồng thời đầu phương ngạo người tầm mắt cũng là hướng về nơi đó như có điều suy nghĩ hai người phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng nhìn nhau lạo nguyệt ngươi đã nhận ra cái gì quân tiêu giao hỏi Đầu phương ngạo nguyệt nói trước đó ta đối với táng vực mơ hồ cảm ứng giống như liền đến này này khẩu hồ nước bên trong quân tiêu giao thẩm mỹ xem tới nơi đây bí mật tựa hồ cũng không phải là chỉ cùng kế đô ma đế có quan hệ, mà lại hắn kế đô ma đao lưu ở nơi đây. Giống như cũng không phải đơn thuần trùng hợp, cái kia chỉ có thể tiến vào tìm tòi, quân tiêu giao nói. Đông phương ngạo nguyệt cũng là khẽ lật đầu, sau đó, hai người tới này khẩu bày sắc sạc sữa hồ nước vùng trời, lực lượng linh hồn, quân tiêu giao có thể cảm giác được, này bày sắc trong hồ nước, tần chứa cực kỳ nồng nạc lực lượng linh hồn, lại mang theo một cô ma tính, chẳng lẽ cùng kế đô ma đế có quan hệ, quân tiêu giao nghĩ trầm lúc trước hắn tại phát sát được la minh trong cơ thể kế đô ma tình sao cũng là phái người đã điều tra một chút biết một chút liên quan tới kế đô ma đế tình huống nhưng hắn cảm thấy lại giống như không phải nhưng bất luận như thế nào cũng chỉ có thể tiến vào trong đó tìm tòi hư thực quân tiêu giao người mang tam thế nguyên thần càng tu có nguyên thần công kích cùng phòng ngự thần thông còn có loạn cổ đế phù thủ hộ nguyên thần Chưa nói chỉ là hắn còn trấn áp vô niệm ma vương hắn cơ bản không sợ bất luận cái gì linh hồn phương diện uy hiếp lập tức quân tiêu dao cùng đông phương ngạo nguyệt hai người tiến vào bảy sắc hồ nước bên trong vừa tiến vào bảy sắc hồ nước bên trong quân tiêu dao lập tức cũng cảm giác được một cô vô hình linh hồn trùng kích tại trước mắt hắn bông nhiên nổi lên rất nhiều huyền cảnh đã từng rất nhiều gọn sóng từng màn hiện lên ở trước mắt quân vô hối ngăn tại trước người hắn một trận chiến trung cực ách họa vô trung đại đế cùng mặt thế chủ đại chiến anh hùng Bika, còn có khương thành y moi tim cùng với giới hải đỉnh phong cuộc chiến đủ loại cảnh tượng hiện lên ở quân tiêu dao trước mắt tần chứa đủ loại cảm xúc, hy nộ ái ố, ngũ vị tạp trần. Có thể nói, đối mặt cô này trùng kích, chỉ cần là có được thất tình lục dục sinh linh, đều sẽ nguyên thần hôn loạn, lâm vào một loại nào đó mổ ngang, nhưng quân tiêu giao. Tâm tính vốn là hỏa hợp hoàn mỹ, hoặc là nói, hắn căn bản không có cái gì quá lớn tâm tình chập trờn, phẫn nộ, bi thống, đo thương các loại cảm xúc, cơ hồ không có ở quân tiêu giao trên mặt xuất hiện qua. Tâm tình của hắn ổn định tới cực điểm, sẽ không bị cô này không hiểu cảm xúc ăn ngon nhưng mà quân tiêu dao bông nhiên nhìn về phía một bên đông phương ngạo nguyệt phát hiện nàng trên kiểu nhan có đủ loại cảm xúc tuôn ra chi ý tiêu y ao cưng mừng chương 4253, quân tiêu dao tâm tính chính hắn rõ ràng nhất sẽ không dễ dàng nhận đủ loại cảm xúc ảnh hưởng nhưng đông phương ngạo nguyệt liền không đồng dạng bởi vì nhân sinh của nàng trải qua quá mức phong phú ấu niên mất mẹ cùng song bảo thai tỷ muội tách rời sau này lại là muội đồng bào cuộc chiến, cuối cùng giết cha. Đen lê thánh nguyên thần tại mẫu thân mộ phần điểm thiên đăng. Có thể nói, đông phương ngạo nguyệt nhân sinh trải qua, là mặt khác tuyệt đại đa số người đều không cách nào tưởng tượng, mà đông phương ngạo nguyệt trước đó nhìn qua là một bộ băng lanh đạm mạc nữ vương tư thái, nhưng kỳ thật cũng chẳng qua là che rõ nội tâm của nàng chỗ trống cùng thống khổ mà thôi. Giống như là con nhím đồng dạng, chỉ có chặt chẽ cuộn mình dâng lên, đứng lên dài nhọn mới có thể có một chút cảm giác an toàn nguyên bản đông phương ngạo nguyệt xe như vậy trong bóng đêm trầm luân xuống trở thành huyết công chúa khẽ nhưng quân tiêu dao xuất hiện giống như một đạo ánh dạng đông cứu vớt nàng đưa nàng cho vòng xoáy bên trong lôi ra sau này nàng đi tới cửu thiên tiên vực bao quát khương như đám người đối nàng cũng rất tốt xe nàng như gia đình đối đãi giống nhau đông phương Ngạo nguyệt cảm xúc cũng là ổn định lại thế nhưng hiện tại này bày sắc trong hồn nước không hiểu linh hồn lực không thể nghi ngờ là ảnh hưởng đến đông phương ngạo nguyệt đối quân tư giao này loại treo xuất sinh đến bây giờ một đường cơ hồ xuôi gió xuôi nước người mà nói to lẽ ảnh hưởng có hạt nhưng đối đông phương ngạo nguyệt tới nói cô lực lượng này không thể nghi ngờ là đưa nàng đã từng rất nhiều hắc ám trí nhớ từng cái đào móc mà ra lạo nguyệt quân tiêu giao đi vào bên người đông phương ngạo nguyệt hắn biết đông phương ngạo nguyệt trải qua rất nhiều cho nên cảm xúc dễ dàng chịu ảnh hưởng đông phương ngạo nguyệt gương mặt biến thảo khi nộ ái ỡ bi khủng kinh rất nhiều phức tạp cảm xúc không ngừng biến ảo quân tiêu giao nhíu mày hắn biết này bảy sắc hồ nước nhất định là có một loại nào đó nhân quả tại cái kia đến tột cùng là ngay tại quân tiêu giao suy tư đối sách thời khác toàn bộ bảy sắc hồ nước bắt đầu khác thường hình rất nhiều mảnh vụ linh hồn nổi lên đều hội tụ hướng đông phương ngạo nguyệt đây là quân tiêu giao xem xét đây đều là mảnh vụ linh hồn hắn trong nháy mắt sáng tỏ này mảnh bảy sắc hồ nước nhưng thật ra là dung nhập một vị nào đó tồn tại linh hồn ý thức mảnh võ mà lại có thể câu lên người rất nhiều cảm xúc điều này hiển nhiên không phải kế đô ma đế lưu lại ý thức mảnh vỡ quân tiêu giao suy tư trước đó hắn cũng điều tra qua kế đô ma đế biết được hắn chính là đã từng một đời đại ma ma chủ đệ tử mà ma chủ có mấy vị đệ tử nếu nói trong đó kinh tài tuyệt diễm nhất hoàn toàn chính xác có một vị chính là diệt tình nữ đề. nghe đồn nàng tu chính là thái thượng diệt tình chi đạo chính là tại ma chủ trong các đệ tử vì kia diệt tình nữ đế cũng là đột xuất nhất một vị càng có tư liệu gì chép Ma chủ tựa hồ cố ý vun trồng diệt tình nữ đế vì ma minh chấp trường giả. Sau đó đến, mọi trừ thương mang đại kiếp chờ hàng loạt kiếp số bên ngoài. Ma minh nội bộ, tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Từng có nội đấu, thế nhưng không vì bên ngoài người biết được. Sau này liền không còn có liên quan tới diệt tình nữ đế tin tức truyền ra. Chẳng lẽ hổ này bên trong dung nhập có một chút diệt tình nữ đế ý thức mảnh vỡ? Quân tiêu giao nghĩ đến nơi này cũng là khẽ nhím mày. Thân là ma chủ đệ tử, vị kia diệt tình nữ đế kinh tại tuyệt diễm nàng cũng không phải cái gì nhân vật bình thường như đông phương ngạo nguyệt nhận ảnh hưởng của nàng cái kia hoàn toàn chính xác sẽ có một chút phiền toái quân tiêu giao cũng không hy vọng đông phương ngạo nguyệt cũng trở thành loại kia diệt tình diệt tính thế hệ mà lúc này bỗng nhiên trên thân đông phương ngạo nguyệt một cô cực kỳ khủng bố linh hồn lực theo nàng ý thức tức hải bên trong khuếch tán mà ra cái kia cô linh hồn lực cũng không phải là đông phương ngạo nguyệt tự thân mang theo một cố băng lãnh vắng vẻ đạm mạc phảng phất lột đi hết thảy người tình cảm như là cao cao tại thượng lạnh lùng thần chỉ, lạo nguyệt quân tiêu dao nhìn xem đông phương ngạo nguyệt đông phương ngạo nguyệt tầm mắt cũng là nhìn về phía quân tiêu dao chẳng qua là treo trong ánh mắt của nàng không có loại kia ngưu tình như nước mà là trống rỗng băng lãnh như không ngẩn thâm thúy vũ trụ rõ ràng đây không phải đông phương ngạo nguyệt ánh mắt hoặc là nói hiện tại đa cùng quân tiêu dao đối mặt không phải đông phương ngạo nguyệt mà là thuộc về vị kia ma chủ đệ tử ưu tú nhất diệt tình nữ đế ý thức quân tiêu dao nhìn về phía thời khắc này đông phương ngạo nguyệt hắn rõ ràng không có khả năng thông qua cưỡng ép thủ đoạn trấn áp đông phương ngạo nguyệt khô trục cái kia cô ý thức nếu là một phần vạn tổn thương đến đông phương ngạo nguyệt nguyên thần cái kia liền có chút phiền phức mà lại quân tiêu dao cảm thấy này cũng không tính là một loại nào đó đoạt xá càng giống là diệt tình nữ đế ý thức tại chọn lựa thích hợp người thừa kế mà lấy đông phương ngạo nguyệt cái kia hắc ám tàn khốc trải qua cùng quá khứ không thì nghi ngờ là thích hợp nhất tu hành diệt tình nữ đế thái thượng diệt tình đạo người khẽ nhưng quân tiêu giao sẽ không để cho đông phương ngạo nguyệt trở thành triệt để tuyệt tình diệt tính người đông phương ngạo nguyệt nhân sinh trải qua đã đủ long đong hắn không hy vọng đông phương ngạo nguyệt cuối cùng vẫn là diệt tình tuyệt tính lẻ loi một mình nếu không thể trực tiếp trần áp vậy cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức trần áp quân tiêu giao cảm thấy quyết đoán cũng là không có cái gì lưỡng lự mười điểm quả quyết rơi đến đông phương ngạo nguyệt trước người đưa tay ôm hắn tỉnh tế vòng eo đen cô này yểu điệu cao gầy thân thể mềm mại ung vào lòng đông phương ngạo nguyệt nguyên bản băng lãnh vắng vẻ không tình cảm chút nào con ngươi trong nháy mắt hơi hơi trận to thân thể mềm mại đều đang run rẩy treo cái kia băng lãnh trong con mắt nổi lên một chút dãy rộ cảm xúc hiển nhiên là đông phương ngạo nguyệt linh hồn ý thức tại phản kháng bởi vì quân tiêu giao cử động mà bị kích hoạt đến mức cái kia cô băng lãnh vắng vẻ linh hồn ý thức cũng chính là diệt tình nữ đế ý thức mảnh võ thì lộ ra một loại lạnh lùng cảm xúc diệt tình nữ đế là nhân vật bậc nào thái thượng điệt tình tuyệt tình tuyệt tính cho tới bây giờ đều không có cùng khác phái từng có bất luận cái gì tiếp xúc chớ nói chỉ là dạng này thân mật trao đổi nhưng kế tiếp quân tiêu giao cử động càng ngày càng quá mức đương nhiên nay trong qua điểm trình độ nào đó nói cũng là một loại yêu thích đều đạt chỉ là có chút trực tiếp thuộc về diệt tình nữ đế ý thức nếu như còn có điều gọi là cảm xúc như vậy cũng chỉ có một xấu hổ chấn nộ trước mắt vị nam tử này vậy mà như thế khinh bạc nàng mặc dù cô này ý thức mảnh vỡ, chẳng qua là chiếm cứ Đông Phương Ngạo Nguyệt, như nàng Y Nguyên có thể sinh ra các loại cảm giác, đơn giản tới nói liền là diệt tình nữ đế ý thức mượn nhau Đông Phương Ngạo Nguyệt thân thể lần thứ nhất cảm giác được bị người khinh bạc, nà diệt tình nữ đế là nhân vật bậc nào, cao cao tại thượng, ma uy thao thiên, một đời ma đạo nữ đế khiến cho thiên địa tịch tiếng, tại trong ma đạo ngoại trừ ma chủ bên ngoài ít có người có thể cùng nàng sánh vai, mà bây giờ lại bị một cái hậu sinh nam tử như vậy khinh nhờn. Đương nhiên, đối với diệt tình nữ đế mà nói, có lẽ là khinh nhờn, nhưng đối với Đông Phương Ngạo nguyện ý thức thì hoàn toàn không phải như thế, cận trí có thể nói là một loại yêu thương hưởng thụ. Lần này, tại Đông Phương Ngạo Nguyệt trong thân thể, phảng phất phó hai cô ý thức đang thay đổi huyễn tranh đấu, một cô tại nghinh hợp, một cô tại kháng cự, cho dù là quân tiêu giao. cũng là hơi im lặng, lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này, một khác trước đối ngươi hết sức chủ động, sau một khắc liền ghét bỏ ngươi. Bất quá loại hành vi này, ngược lại giống như là muốn cự còn xấu hổ. Đây quả thực, quân tiêu giao cũng không phải cái gì liễu hạ huệ. Hắn cũng biết, dưới loại tình huống này, chỉ có một cái biện pháp có thể trợ giúp đến đông phương ngạo nguyệt. Cái kia chính là ngủ phục diệt tình nữ đề ý thức. Chương 4254 Đông phương ngạo nguyệt, vốn là quá chu tâm yêu quân tiêu giao. Đã sớm muốn đem hết thảy hiến cho hắn. Chẳng qua là một mực không có cơ hội thích hợp, mà bây giờ vừa vặn cũng có này cơ hội mặc dù diệt tình nữ để ý thức tại kháng cự nhưng đông phương ngạo nguyệt ý thức có thể là toàn thân tâm dung nhập sau đó tình huống tự nhiên không cần nhiều lòi đông phương ngạo nguyệt cuối cùng chờ đến nàng tha thiết ước mơ thời khắc quân tiêu giao dáng người cao giáo cơ thể mỗi một tấc tỷ lệ đều hoàn nghĩ tới cực điểm mà đông phương ngạo nguyệt cơ da trắng ngần tỉnh tế tỉ mỉ không tì vết chút nào giống như tối vi ôn ngận dương chỉ ngọc đường cong càng là yểu điệu tốt tươi vô song phảng phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng đẹp làm người kinh ngạc tán thán toàn bộ bảy sắc bên trong hồ màu sắc lộng lây lưu truyền thần hoa chiếu dọi tại dạng này một bộ có thể xương hoàn nghĩ ngọc khu bên trên càng là chiếc xạ ra đẹp tựa như ảo mộng vầng sáng dù là quân tiêu giao duyệt đẹp vô sỡ giờ phút này cũng không nhịn được cảm thán dung mạo không thêm duyên hoa không ngự đây là chỉ có hắn có thể độc thừa phong cảnh sau đó tất nhiên là không cần nhiều lời trí tưởng tượng của nhân loại là phong phú thời gian tại đây ấm áp chi chung trôi đi mặc dù dùng quân tiêu giao trung bình thời gian không có mấy năm là khó mà rời đi hồ này nhưng trước mắt rõ ràng không phải thời gian dài đợi ở chỗ này thời điểm mà ở trên đường quân tiêu giao cũng vận dụng tam thế nguyên thần lực lượng cùng đông phương ngạo nguyệt nguyên thần tiến hành nguyên thần giao hòa đây là bởi vì quân tiêu giao muốn đồng tam thế nguyên thần lực lượng trợ giúp đông phương ngạo nguyệt nguyên thần trấn ác phong ấn diệt tình nữ đế linh hồn ý thức mảnh vỡ không phải tưa bồi mà là chấn ác phong ấn bởi vì diệt tình nữ đế linh hồn ý thức mảnh vỡ đối với đông phương Ngạo nguyệt cũng có rất nhiều chỗ tốt tích chứa trong đó lấy một chút cực kỳ kinh người truyền thừa đơn giản tới nói diệt tình nữ đế linh hồn ý thức mảnh vỡ cũng không phải là nghĩ đặt xá đông phương ngạo nguyệt mà là muốn cho đông phương ngạo nguyệt cũng biến thành diệt tình tùy tính tốt tu hành nàng một chút pháp môn nhưng quân tiêu giao cùng đông phương ngạo nguyệt chính mình đều không muốn để cho đông phương ngạo nguyệt biến thành như thế cho nên dưới mắt loại thủ đoạn này là tốt nhất diệt tình nữ đế linh hồn ý thức nếu có cảm xúc đây tuyệt đối là một cô cực hạn lạnh y khóa vắc si. Mặc dù quân tiêu giao bất luận theo phương diện nào đến xem, đều có thể xưng hoàn nghĩ, tình không ra một điểm mau bệnh, đơn giản liền là nhân loại cao nhất chất lượng nam tính. Nhưng chính là, quá vô sĩ, ít nhất đối với diệt tình nữ đế tới nói. Là như vậy, kết quả là, quân tiêu giao phát hiện, đông phương ngạo nguyệt, thỉnh thoảng dùng như tình mật ý ánh mắt nhìn hắn, đều nhanh muốn kéo, thỉnh thoảng lại là nhíu chặt chân mày to, mau mà theo băng lãnh ghét bỏ chỉ ý, chẳng biết tại sao quân tiêu dao cảm thấy cái kia bằng lãnh ghét bỏ ánh mắt cùng biểu lộ đào cũng có một phen đặc biệt thú vị cuối cùng tại một phiên hiểu rõ trao đổi sao diệt tình nữ đế linh hồn ý thức rốt cục buông lỏng đến khó dùng chiếm cứ chủ đạo quân tiêu dao cùng đông phương ngạo nguyệt hai người lực lượng linh hồn thì là đem hắn linh hồn ý thức phong ấn tại đông phương ngạo nguyệt nguyên trong biển thân thức làm xong tất cả những chứ này về sau hai người cũng xem như thở dài một hơi nhưng mà đông phương ngạo nguyệt cái này lớn nữ từ chủ nghĩ người lại là khó được hơi hơi đỏ mặt lên quân tiêu dao hoàn toàn chính xác không phải bình thường nữ nhân có thể điều khiển được đây này cũng may nàng cũng không phải bình thường nữ tử quân tiêu dao thì là thở phào một cái cuối cùng là ngủ phục cái kia diệt tình nữ đế không phải thật đúng là một cái phiền toái không nhỏ lập tức hắn thấy được đông phương ngạo nguyệt cái kia giống như cười mà không phải cười nghiền ngâm tầm mắt quân tiêu dao vội ho một tiếng lạo nguyệt làm sao vậy đông phương ngạo nguyệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm quân tiêu dao sau đó mũi ngọc khẽ hừ một tiếng Quân Tiêu Giao ti là cùng nàng cùng một chỗ, như là hưởng thụ lấy hai người phản ứng, mà lại Quân Tiêu Giao tựa hồ đối với diệt tình nữ đế phản ứng, cảm thấy rất hứng thú. Vân là nói, nam nhân đều là như vậy đại móng heo. Quân Tiêu Giao tự nhiên cũng là đoán được Đông Phương Ngạo Nguyệt một chút ý nghĩ, hắn dùng cười nhạt che giấu một luồng xấu hổ, nói, Ngạo Nguyệt, cái kia diệt tình nữ đế vậy mà muốn cho ngươi trở thành tuyệt tình tuyệt tính thế hệ, ta đương nhiên sẽ không để cho nàng làm như vậy, cho nên đến chừng phạt nàng một phiên vừa vặn có khả năng dao động ý thức của nàng cận tiện trấn áp quân tiêu giao thực sự nói thật đông phương ngạo nguyệt ý cười lại là càng thêm nhìn ngâm diệt tình nữ đế ý thức đích thật là bị dao động mà lại bị dao động rất lợi hại mặc dù đông phương ngạo nguyệt trong lòng vẫn là có chút ít ăn giấm nhưng người nào bảo nàng như thế yêu quân tiêu giao đây vì quân tiêu giao nàng có khả năng tha lớn nữ tử biến thành tiểu nữ nhân dùng quân tiêu giao yêu tú nàng cũng không cho là mình có tư cách độc chiếm chỉ cần quân tiêu giao trong lòng có thuộc về nàng một cái hóc liền thỏa mãn muốn hổ nghiêm chỉnh mà nói quân tiêu giao lý do cũng không phải nói bậy cái này xác thực cũng là dao động diệt tình nữ đế ý thức một loại phương thức cao nhất tại xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ về sau quan hệ của hai người cũng là càng ngày càng hòa hợp mặc dù còn chưa có kết hôn xác định danh phận nhưng đây bất quá là chuyện sớm hay muộn sau đó hai người cũng là đàm luận một chút chính sự lạo nguyệt cái kia diệt tình nữ đế ý thức mặc dù tạm thời bị phong ấn nhưng ngươi cũng không thể chủ quan. Nếu là có bất kỳ tình huống gì, đều muốn nói cùng. Quân tiêu giao chân thành nói. Đông phương ngạo nguyệt cười một tiếng, hiểu rõ, có vấn đề, trực tiếp tìm ngươi giải quyết là đủ, đến mức phương pháp giải quyết nha. Vậy hiển nhiên là, có thể nói, dù là diệt tình nữ đế ý thức, đều tuyệt đối nghĩ không ra. Nàng sẽ bị loại phương pháp này chấn áp trói buộc chặt. Đông phương ngạo nguyệt tiếp tục nói. Ta cũng có thể cảm giác được, diệt tình nữ đế trong ý thức rất nhiều tin tức, nàng cũng lưu lại một chút pháp môn. Mặc dù Đông Phương Ngạo Nguyệt không có khả năng tu hành loại kia tuyệt tình diệt tính pháp môn, nhưng trong đó vẫn là có thật nhiều đáng giá tham khảo. Sau đó, hai người rời đi hồ nước, cái kia nguyên bản hiện lên bảy sắc hồ nước, cũng là dần dần biến thành trong suốt vô sắc. Đúng rồi, Lão Nguyệt, cái này cho ngươi, Quân Tiêu giao suy nghĩ một chút, xuất ra một khỏa u ám thâm thúy. Dường như ẩn chứa vô tận ma tính sau trời, chính là đánh giết La Minh sau rơi xuống kế đô ma tinh nay kế đô ma tĩnh vừa vặn cùng kế đô ma đao phối hợp mà lại đối với tu hành ma đạo vô cùng có trợ giúp ngươi có cái này tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn nếu Đông Phương ngạo nguyệt đã triệt để trở thành nữ nhân của hắn cái kia quân tiêu giao tự nhiên cũng phải vì nàng cân nhắc mà lại đông phương ngạo nguyệt nếu đạt được diệt tình nữ đế bộ phận truyền thừa cái kia nói không chừng ngày sau sẽ còn cùng ma minh nhóm thế lực di líu quan hệ giống đông phương ngạo nguyệt này có chồng thực lực có thủ đoạn nữ tử có lẽ liền có thể siêu việt đã từng diệt tình nữ đế đông phương ngạo nguyệt không có cự tuyệt dùng bọn hắn quan hệ không cần khách khí nữa cái gì trong lòng đông phương ngạo nguyệt cũng âm trầm hạ quyết tâm nàng muốn trở thành quân tiêu giao hiển nội trọng về sau quân tiêu giao cùng đông phương ngạo nguyệt cùng rời đi mảnh không gian này đi vào táng vực bên ngoài hai người nhìn nhau đều làm nín cười tại cùng quân tiêu giao đi qua hài hòa cho đổi sao đông phương ngạo nguyệt cũng là cảm giác tự thân tràn đầy đầy phong dường như đã có dấu hiệu muốn đột phá chỉ có thể nói cùng quân tiêu giao cùng một chỗ tu hành chỗ tốt là vô cùng vô tận nhưng ở cười về sao đông phương ngạo nguyệt lại hơi hơi do dự làm sao vậy quân tiêu giao hỏi đông phương ngạo nguyệt cũng là nói nói khi lấy được diệt tình nữ đế một chút linh hồn ý thức mảnh vỡ sao nàng cũng là đạt được một chút trí nhớ truyền thừa phát hiện tình huống không có đơn giản như vậy lúc trước ma chủ hắn chư vị đệ tử còn có ma minh trong đó có thật nhiều che giấu mà đông phương ngạo Nguyệt lấy được bộ phận ý thức mảnh vỡ chẳng qua là diệt tình nữ đế một bộ phận trí nhớ truyền thừa nếu như nàng nghĩ biến đến mạnh hơn nhất định phải đi tìm đò tìm thường một phiên mà điều này hiển nhiên cần một chút thời gian nàng đến tạm thời giới đi quân tiêu giao mặc dù đông phương ngạo nguyệt rất muốn một mực cùng quân tiêu giao đợi tại cùng một chỗ nhưng nàng cũng có sự nghiệp tâm nghĩ biến đến càng mạnh dạng này mới có thể trong tương lai đến giúp quân tiêu giao chương 4255 khi biết tình huống về sau quân tiêu dao cũng là lạnh nhạt cười nói lạo nguyệt ngươi vân luôn làm một cái như thế hiếu thắng nữ tử đi làm chuyện ngươi muốn làm có bất kỳ sự tình đừng quên còn có vi phu quân tiêu dao nụ cười ôn ngượng, hắn không có cái gì đại nam từ chủ nghĩa sẽ không muốn lấy nam nhân chủ sự nghiệp nữ nhân chủ gia đình loại hình thậm chí hắn đã từng còn nếm qua không ít a di cơm chùa nghe được quân tiêu dao đông phương ngạo nguyệt cũng là lộ ra cảm động đặc biệt là nghe được vi phu hai chữ càng làm cho đông phương ngạo nguyệt trong lòng ngọt ngào tém chút không nhận được nghĩ lại ban thưởng quân tiêu dao huống hồ ngày sau như ngạo nguyệt ngươi không cẩn thận lan lộn cái gì ma minh nữ đế thân phận ta còn có khả năng ăn ngươi cơm chùa quân tiêu dao cười dỡ nói đông phương ngạo nguyệt cũng là vũ mị trắng quân tiêu dao liếc mắt dùng quân tiêu dao thân phận bây giờ địa vị có mấy cái nữ nhân có tư cách cho hắn ăn bám bất quá nói thật như đông phương ngạo nguyệt thật có thể nhất thống ma môn cái kia đích thật là có thể cho quân tiêu dao mang đến không nhỏ trợ giúp Đông Phương Ngạo Nguyệt trong lòng cũng là âm thầm định hạ quyết tâm. Đúng rồi, tại ngươi trước khi rời đi, còn có một số kết thúc công tác phải giải quyết. Quân Tiêu Giao dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong toát ra một chút đạm mạc. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là hiểu rõ. Quân Tiêu Giao chó là truy sát nàng tử cung thế gia đoàn người đối Quân Tiêu Giao mà nói, dám truy sát nữ nhân của hắn, làm sao có thể không nô lực máy may đại giới đâu? Đông Phương Ngạo Nguyệt buông ra trấn áp từ Huyền Phụ Cốt ấn. Cùng lúc đó, tại táng vực nơi nào đó, bao quát tử cung mọc dương ở bên trong một nhóm tử cung thế gia tộc nhân tiến vào táng vực đang tìm đông phương ngạo nguyệt tung tích tử cung trong tay ngọc dương nắm lấy một mặt màu tím la bàn cuối cùng tại một đoạn thời khắc màu tím trên la bàn bỗng nhiên có cảm ứng cuối cùng tìm được tà nguyệt ngươi quả nhiên không áp chế nổi tử huyền phù cốt ấn lực lượng tử cung mọc dương trên mặt toát ra một tia cười lại Đáng người bọn họ lập tức đi tới cảm ứng chõ mà liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu một đạo thân ảnh vậy mà xuất hiện theo đuôi sau lưng bọn họ một thân hắc kim sắc hoa phục dung mạo tấn mỹ rõ ràng là ma la thái tử ma la hoàng chiếu trước đó cũng đã nhận được cổ vật cho nên ma la thái tử tự nhiên cũng có thể tiến vào lúc trước hắn ngoài ý muốn phát hiện tử cung thế gia đoàn người tung tích hiểu rõ bọn hắn hẳn là tìm tà nguyệt đối với tà nguyệt vị thần này bí lãnh diễm nữ tử ma la thái tử trong lòng thủy chung nhớ mãi không quên cũng không nguyện ý hắn hương tiêu mọc vẫn cho nên hắn cũng là âm thầm theo đuôi tử cung thế gia người giờ phút này thấy tử cung thế ra người rời đi, ma la thái tử nhíu mày, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện tà nguyệt tung tích? ma la thái tử không yên lòng, cũng là âm thầm theo đuôi đi lên. tử cung mọc dương đám người, nương tựa theo la bàn cảm ứng, cuối cùng đi tới táng vực nơi nào đó. lần đầu tiên, bọn hắn liền gặp được đông phương ngạo nguyệt, nhưng mà ánh mắt đều là ngây người. bởi vì giờ khác này đông phương ngạo nguyệt, mặc dù trên mặt vân như cũ bao trùm lấy màu đen mạng che mặt, nhưng trên thân cũng không có bao phủ áo bào đen màu đen huyền phượng đuôi váy câu lạc ra tốt tươi vô song thân thể mềm mại đường cong dáng người cao gầy cặp đùi đẹp thon dài cả người như một tôn lãnh diêm nữ vương tại mạnh mẽ trong khí chàng lại có một loại mê hoặc tâm thần con người mị lực có thể nói từ cung thế gia đoàn người đều là có chút xem ngây người bọn hắn chỗ truy sát tà nguyệt lại là như thế cực phẩm nữ tử dù là tử cung ngọc dương trong mắt cũng là nhị không được tuôn ra một vệt kinh diễm ngược lại hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ sắc mở miệng nói tà nguyệt Ngươi là đã biết, mình đã không có đường lui, cho nên tại đây đợi bó tay liền giết sao?" Đông Phương Ngạo người tầm mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất nhìn xem tử vật đồng dạng nhìn xem bọn hắn, phát giác được cô này ánh mắt, từ cung ngọc dương trong lòng không, hiểu có một chút bất an. "Nhưng hắn vẫn là nói: "Ngươi giết ta tử cung thế gia ngươi, phạm phải thao thiên sai lầm lớn, vốn là nghĩ trực tiếp đưa ngươi đánh giết, nhưng ngươi như thúc thủ chịu trói, ta cũng là có thể trước đem ngươi áp tải tử cung thế gia, là nhe về sau xử lý." Nói thật như thế tuyệt thế nữ tử liên tử cung ngọc dương trong lòng đều là dâng lên một tia đáng tiếc chỉ ý nếu là trực tiếp đánh giết không khỏi có loại phung phí của trời cảm giác mà từ một nơi bí mật gần đó mà la thái tử cũng là lần đầu tiên thấy đông phương ngạo nguyệt chân hình cũng là không khỏi nín hơi đông phương ngạo nguyệt so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm tuyệt thể trong lúc nhất thời tiểu đầu khống chế được đầu to mà la thái tử trong mắt lóe lên một vệt sức khoát chỉ ý bất luận bỏ ra cái giá gì hắn nhất định phải cứu tà nguyệt nhưng vào lúc này Ma La Thái tử con ngươi đột nhiên bông nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thấy được tại sao lưng Đông Phương Ngạo Nguyệt một đạo áo trắng thân ảnh khoan thai xuất hiện, cánh tay trực tiếp là ôm lên Đông Phương Ngạo Nguyệt tĩnh tế mềm mại vòng eo. Oanh! Ma La Thái tử trong óc chấn động. Cùng lúc đó, từ cung Ngọc Dương đám người biểu lộ cũng là ngưng lại. Bọn hắn nhìn xem cái kia đạo nắm ở Đông Phương Ngạo Nguyệt vòng eo áo trắng thân ảnh trong óc nhất thời trống không. Quân, quân tiêu giao. Từ cung Ngọc Dương hoàn toàn ngây người, từ cung thế gia cũng có thiên kiêu yêu nguyệt tại quần anh điện tu hành cho nên đối với quân tiêu dao bực này đại danh nhân đương nhiên sẽ không lạ lâm từ cung ngọc dương mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng cũng là biết trước mắt vị này áo trắng vô trần sư nhiên từ thế công tử ngoại trừ quân tiêu dao bên ngoài còn có thể là người phương nào chớ nói chỉ là quân tiêu dao còn từng tại nguyên vương thành hiện thân từ cung ngọc dương đám người tự nhiên cũng hiểu biết quân tiêu dao tại minh la cổ dưới tin tức xem ra ánh mắt của ngươi còn không tính mù quân tiêu dao cười nhạt một tiếng chẳng qua là nụ cười kia không có chút nào nhiệt độ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra tử cung thế ra một đám người giờ phút này đều là mộng bước hôn loạn vô thần thấy quân tiêu dao Ông đông phương ngạo nguyệt phòng eo đổ đần đều biết bọn hắn là quan hệ như thế nào có thể là để bọn hắn không hiểu là minh la cổ giới tà nguyệt là thế nào cùng quân tiêu dao này chờ đại nhân vật dính líu quan hệ lên những cái kia thế lực cao cấp quý nữ đều không nhất định có thể trở thành quân tiêu giao nữ nhân. Vị này ma tu nữ tử, lại như thế nào có thể trở thành quân tiêu giao nữ nhân bên cạnh? Giờ khác này, từ cung ngọc dương đám người trong lòng, có vô số nghi vấn, nhưng quân tiêu giao. Tự nhiên không cùng bọn hắn nói rõ lý do chân tướng kiên nhân, đối với hắn mà nói. Chỉ cần chạm đến nghịch lân của hắn, liền hắn phải chết không nghi ngờ. Bất kỳ thế lực nào đều không thể ngoại lệ, mà cùng tử cung ngọc dương đám người chấn kinh ngoài ý muốn so sánh. Cho tối ma la thái tử, thì là hoàn toàn thất thần, quân tiêu giao. Cái kia tà nguyệt, lại là quân tiêu giao nữ nhân, quân tiêu giao cường thế, hắn sớm đã được chứng kiến. Tại Nguyên Vương Thành lúc, quân tiêu giao như một tôn tuổi trẻ tiên nhân giá lâm, thân phận của hắn, nhưng ma la hoàng triều, căn bản liền mạo phạm chỉ tâm đều không dám bay lên. Coi như là hắn vị này tại minh la cổ giới có uy danh hiền hách thiếu niên đề cấp, tại quân tiêu giao trước mặt, cũng tựa như trùng kết đồng dạng ảm đạm nhỏ bé. Hiện tại, thấy quân tiêu dao ôm hắn nhất ý trung nhân vòng eo mà la thái tử cảm giác lòng đang dỉ máu ta nguyệt đối mặt hắn lúc lạnh lùng vô cùng không có tình người thậm chí liền hắn lấy lòng đều hoàn toàn không nhìn đưa hắn xem như thuốc cao ra chó đồng dạng thế nhưng hiện tại thế nào cùng với quân tiêu giao tà nguyệt mang theo thân mật cùng nhu tình loại kia yêu không muốn ra rời tình cảm mua loài đều có thể nhìn ra được mà la thái tử đơn giản không thể tin được vẻ mặt này sẽ xuất hiện tại tà nguyệt trên mặt khắc ngưng mũ ta thái tử niệm nhiên cảm tờ chính mình làm ô tân hơi